Hello, Nguyễn Quốc Tên xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng xe máy Thanh Lý 360 nè anh chị các bạn. Đó. Thì để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình những xe mới về cũng như là xe còn bên trong cửa hàng rất là nhiều luôn nha anh chị các bạn ơi. Thì đồng hành với mình hôm nay sẽ là em Thủy, cô chủ trẻ nè anh chị các bạn. Chào em. Dạ vâng, chào anh. Xin chào tất cả các anh chị cô chú đang theo dõi video trên kênh Mỹ Mô Tô ha. Mình thì tới từ cửa hàng xe máy 360. Cửa hàng mình thì nằm ở địa chỉ là đường HL408, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, cách bến xe Phú Chánh tầm 50m hoặc là gần chợ Phú Chánh 2 mọi người. Thì video ngày hôm nay mình sẽ báo giá các dòng xe đang có ở cửa hàng. Ở cửa hàng mình ý, thì có đầy đủ tất cả các dòng xe và có nhiều mức giá từ giá rẻ này tầm dưới 10 triệu này, trên 10 triệu một xíu này, 15, 20 triệu cũng có, thậm chí 30 triệu cũng có ha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ báo giá các dòng xe từ thấp đến cao, từ giá rẻ trước ha. Thì okay. Đây anh chị cô chú theo chân mình đi vào phía trong này, mình mới lấy xe về luôn. Xe giá khá là mềm. Bên mình ship xe ở xa là mình cần cọc nhiêu mình mới ship em? Dạ ở đây cửa hàng hỗ trợ ship cho anh chị cô chú chỉ cần cọc trước từ 1 triệu thôi ạ. Anh chị cô chú mà yêu thích dòng xe nào, ưng dòng xe nào thì có thể liên hệ trực tiếp vào Zalo của em. Thì em sẽ tư vấn chi tiết hoặc là quay video test xe cho anh chị cô chú xem rồi. Đấy. Mình chốt xe rồi cọc ha. Ok luôn. Và số Zalo mình có để trực tiếp trên màn hình luôn đó anh chị các bạn ơi. Dạ. Xe giá rẻ là những chiếc nào em? Đây, ở đây thì em có cả dàn giá dao động chỉ từ 6 triệu rưỡi 7 triệu thôi. Để em báo giá cụ thể từng chiếc luôn ha. Dạ. Chiếc này trước đi. Con này là Sirius biển 72. Con này thì em đang bán với giá là 7 triệu ha. 7 triệu. Xe cũ này thì em có thể bớt chút lộc cho anh chị cô chú. Cái này là em cắt lời để em bớt nên em chỉ bớt được vài 300 thôi, không có bớt được nhiều anh chị cô chú. Em báo là em báo sát giá, anh chị cô chú nào thiện chí thì em vẫn có thể bớt được vài 300. Đó. Rồi, con Sirius hôm nay về nhiều hả em? Dạ em mới bốc về tầm mấy mấy chiếc ấy. Còn bên cạnh này là em có một chiếc biển 66, xe này thì 6 triệu rưỡi thôi anh chị cô chú. Wow, đó, 6 triệu rưỡi thôi. Điện đề xi nhan đầy đủ, chức năng đầy đủ, bao là đề là nổ ha. Đề là đấy, nổ. Anh chị các bạn mà nào thích Sirius mà tầm giá 6 7 triệu đây anh chị các bạn ơi. Mấy cái xe này đó. Không có xe nào là dàn áo bị vỡ hết. Còn xe cũ thì chảy xước là có rồi, còn vỡ thì không có nha. Còn đây em có một chiếc biển 79, con này thì em bán với giá là 7 triệu anh chị cô chú. Đó, 7 triệu, nếu anh chị cô chú thiện chí mua thì em có thể bớt cho vài xị, vài trăm. Dạ, con này nhiêu em? 10 à? Con này thì... Con này này, con này 10 triệu à? 7 triệu thôi anh ạ. À, 7 triệu. 7 triệu thôi. Nghe không có rõ. Chỉ 7 triệu thôi. Đó, đi dàn tem bên ngoài khá là đẹp đó. Dàn áo không có bị vỡ nha. Đó, dàn áo liền lạc, dàn chân cứng cáp ha. Còn à, phía bên anh trong chị và các bạn mình cần xe mua xe đi làm thì mình nhanh liên hệ qua số Zalo trên màn hình nha anh chị nha. Cái xe này thì em mới về rồi đang còn để linh tinh đây là quay luôn video cho anh chị cô chú xem. Tầm chắc vài ngày là em bán hết luôn ấy. Bên này thì em có một chiếc biển 83, con này thì em cũng bán với giá là 7 triệu anh chị cô chú. Đó, 7 triệu. Đó. Con này thì nó đi cái phục sau khá là đẹp. Rất tuyệt mềm luôn. Đó. Nha các bạn. Anh chị máy chú... im hay là máy còn zin không em? Dạ có anh. Anh chị cô chú mà muốn xem chi tiết xe nào ấy thì cứ liên hệ vào Zalo em ha. Nếu mà chưa thấy em trả lời luôn thì ráng chờ em xíu, tại vì có thể là em đang bận khách ở cửa hàng, em đang bận công việc gì đó chưa có trả lời mình được. Thì rồi. Trong ngày là em sẽ trả lời thôi. Còn chiếc nào giá mềm nữa đâu em? Đây, em có khá là nhiều đấy. Chiếc này biển 69 em bán với giá là 7 triệu anh chị cô chú. Đó, 7 triệu. 7 triệu. 6 7 triệu là có Sirius mình đi làm anh chị các bạn. Đó, xe thì dàn áo khá là đẹp. Trên rồi còn ở đâu đó cho em? Trong ngày đây em vẫn còn đây. À wow, hôm nay xe về nhiều quá trời luôn các bạn ơi. 6 triệu rưỡi em cũng có nha. Hai chiếc này em đều bán đồng giá là 6 triệu rưỡi anh chị cô chú. Wow. Giá khá là mềm rồi đó. Chiếc màu đỏ này đi. Màu đỏ này là biển 67. 67 An Giang. À đâu, chết rồi. Chiếc này em nhầm xíu nha. Chiếc này thì em bán với giá là 10 triệu năm. Chiếc này 10 triệu năm. Chưa nhìn chưa nhìn cái phía trên đầu lên trên này mới thấy. Con này là 10 triệu năm anh chị cô chú. Đó, bánh mâm thăng đĩa. Rồi. Rồi còn con phía bên này là 6 triệu rưỡi nè. Đây biển 72, con này mới 6 triệu rưỡi. Con đó. Này thì cũng bánh mâm, nó dàn áo đi tem khá là đẹp đó. Xe cũ thì chảy xước là chuyện bình thường, dàn chân thì sạch đẹp cứng cáp ha. Không có bị chảy dầu chảy nhớt đâu anh chị cô chú yên tâm về các vấn đề đó ha. Mình cứ tham khảo từ từ nha anh chị. Dạ, còn rất rồi. Là nhiều mà là mẫu xe khác nhau nha anh chị xe nha. Ở đây thì em bao đề là nổ thôi. Và bao các chức năng ở trên xe luôn. Ở đây thì em có một chiếc xe biển 93 dọn kiểu sơ sơ rồi. Đó, anh chị cô chú có thể nhìn thấy từ dàn chân đến dàn áo như xe mới luôn. Con này thì em bán với giá là 12 năm thôi anh. Chị cô chú bình thường cửa hàng em đang bán với giá là 13 đó. Nhưng mà trên video thì em sẽ bán giá mềm hơn đó.
sáng từ đầu tới chân luôn, nhất là 12.500 các bạn. Xe này là zin nha anh chị cô chú, máy zin, chưa có làm máy, chưa có chạm máy ha. Chỉ là bề ngoài là dọn kiếng lên, thanh niên mà, dọn kiếng lên theo sở thích cho đẹp. Đó. 12.500 biển 93. Còn bên trong này là một chiếc biển 66 cũng có kiếng sơ sơ vài món. Con này thì em bán với giá là 10 triệu thôi ha. Đó, trên video thì bao giờ em cũng bán với giá ưu đãi hơn. Con này có vô cặp phục như ô lên hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là xe thường là các cái xe mà lên kiếng hoặc đồ chơi này kia là của thanh niên đi à. Mà thanh niên thì rất là chăm xe luôn. Đó. Rồi, phía bên trong này thì em có một chiếc biển 66, con này thì em xá với giá là 10 triệu 5 hai anh chị cô chú. Đó, 10 triệu 5. Thắng đĩa luôn. Máy bao zin. Dàn áo cứng cáp. Nó dàn chân sạch đẹp, không có chảy dầu, không chảy nhớt này. Xe ở đây là em bao các vấn đề về tranh chấp, ví dụ anh chị cô chú mua xe về một thời gian sau, kể cả 1 2 năm sau có người báo là xe này đang xảy ra tranh chấp thì bên em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn tiền cho anh chị cô chú ha. Đó là mua xe ở cửa hàng là anh chị cô chú được đảm bảo cái đó. Mà không phải cửa hàng nào cũng đảm bảo đâu, còn mua qua tay thì không ai đảm bảo cho mình rồi. Đó. Bên này thì em có một chiếc xe 50, con này biển 94 em bán với giá là 8 triệu rưỡi ha. Đó, 8 triệu rưỡi anh chị cô chú nào mà thiện chí mua thì em có thể cắt lời em bớt cho vài trăm ha. Đó. Còn ship thì sẽ dao động tùy vùng ha anh chị cô chú, có nơi thì 200-300, có nơi thì 500 tùy. Có gì thì anh chị cô chú ở đâu thì cứ gọi điện cho em sẽ báo giá ship ha. Bên trong này thì em có một chiếc biển 83, chiếc này thì em bán với giá là 9 triệu 5 anh chị cô chú. Đó, 9 triệu 5. Xe gút hôm nay nhiều lắm anh chị ơi. Dạ. Đây, còn bên trong đó nè. Bên trong này thì biển 61 màu trắng, con này thì em cũng xả với giá là 10 triệu 5 thôi. Nhưng con này đời 2017 đấy, đời cũng cao đấy. Đó, 10 triệu 5 thôi, máy bao zin. Xe thì máy nào nó cũng êm, cũng ấm, đầy đủ chức năng hết. Chỉ việc đổ xăng và đi thôi anh chị cô chú. Đủ thể loại giá luôn nha các bạn. Bên trong cùng này thì em có một chiếc biển 69, con này thì em bán với giá là 10 triệu 5 ha. Đó, 10 triệu 5. Nhiều xe quá, chưa có kịp nhớ hết giá. Rồi, tiếp tục lên phía trên nha anh chị ơi. Phía trên này thì em cũng có một vài chiếc giá cũng khá là mềm này. Đây. Phía trên này hình như là mình cũng còn Sigurd đó nè. Dạ, Sigurd. Tí xíu mình quay luôn đi em. Đây sẵn là mình quay. Đẹp thì lát nữa em sẽ quay ha. Đó. Con này là Attila, con này thì dàn áo cứng cáp nhưng mà nó không có được đẹp cho lắm. Về anh chị có thể anh chị cô chú có thể đi sơn lại cho nó đẹp hoặc là đi tem trùm, chỉ vài trăm ngàn thôi. Đó. Con này thì em sẽ bán với giá là 4 triệu 7 ha. 4 triệu 7. Đó, anh chị cô chú thiện chí mua để em bớt cho vài 300 gì đó. Con này biển Sài Gòn luôn hai anh chị cô chú. Đó, ai ở Sài Gòn thì anh chị các bạn mình thông cảm cho em nha, em không có thể nào quay cái biển số được á. Anh chị các bạn mình thích xe nào mình có thể inbox qua Zalo á, sẽ có hình ảnh chi tiết cho anh em mình hoặc là video á cho anh em mình xem xe lại lần nữa cho nó kỹ nha anh chị. Những xe này thì anh chị cô chú cứ cọc trước 1 triệu cho em sẽ ship xe nhanh gọn luôn ha. Tầm 1-2 ngày là anh chị cô chú nhận được. Đó. Tùy vào thời điểm mình cọc, ví dụ mình cọc chiều tối thì phải sang chiều tối ngày hôm sau mình mới nhận. Còn đây em có một chiếc xe Way Trung Hoa biển 51, con này thì em bán với giá là 5 triệu rưỡi ha. 5 triệu rưỡi là con này không có lời gì đâu, chỉ còn lỗ đấy. Con này có lần cô không anh chị? Dọn hết từ đầu tới chân rồi, nó thay nguyên một bộ dàn áo mới. Rồi phía trong này là có một chiếc xe Nhật này. Trong này là một chiếc Way RS, con này biển 61 Bình Dương luôn ha anh chị cô chú nào mà ở Bình Dương nè. Đang hiện tại đang làm việc ở Bình Dương, muốn tìm một chiếc xe để chạy xung quanh khu vực Bình Dương mà không có bị để ý nhiều ấy. Đây thì chọn con này, máy bao êm bao zin luôn. 10 triệu thôi anh chị cô chú. Đó, máy bao zin bao êm. Màu xanh khá là đẹp. Còn bên trong này là một chiếc Way S biển 69 cũng 10 triệu anh chị cô chú, xe vẫn còn đẹp. Hai chiếc này thì em thật sự là em bao êm hai chiếc này luôn, bao êm bao ấm luôn. Đó. Còn bên trong này là em có hai chiếc Dream được gửi bán. Chiếc ngoài này là Dream Thái. Con này thì em bán với giá là 17 triệu, biển số 59 hay chị cô chú. Đó. Còn phía bên trong này là Dream Lùn biển 63, 27 triệu hay chị cô chú. Giá này là giá em bán dùm. Đó, cái này thì em chỉ hỗ trợ được chắc tầm 200 ngàn thôi. Em có nhầm không em? Con ngoài này là con Dream Lùn nè. Dream Lùn là nhiêu? Con Dream Lùn biển 59, chết rồi, nhầm giá rồi, con này thì em bán với giá là 27 triệu. Rồi. Còn phía bên trong này là Dream Thái, biển 63. Dream Thái tem lửa, con này thì 17 triệu hả anh chị cô chú? Đó, con này 17 nha anh chị. Nhầm lẫn cả hai xe mà đôi khi không nhận ra luôn á. Rồi anh em này có là cần... Có những xe ví dụ trị giá nó tầm
8 triệu cơ, nhưng mà đôi khi em quên em báo có 7 triệu thôi thì cũng phải đành bán 7 triệu cho anh chị cô chú, coi như không có lời luôn. Trên này rồi. Thì đây em có một vài chiếc Sirius, báo Sirius này ha. Con này là biển 69 đời 2022 nha anh chị cô chú. Đó, có thể nhìn thấy dàn áo đẹp, sáng, chảy xước ít, dàn chân thì sáng bóng luôn. Con này thì biển 69 em bán với giá là 13 triệu 7 thôi nha, đời 2022 nha. Đó, là mới mua năm ngoái, mới đi được chắc vài tháng. Bánh mâm, thắng đĩa luôn. Đó là phiên bản giá cao nhất của Sirius luôn á. Phía bên trong này thì em cũng có một chiếc 2019 bánh mâm thắng đĩa biển 61 này, bên mâm vàng đồng. Con này thì em bán với giá là 13 triệu 3 ha. Đó, 13 triệu 3 bánh mâm thắng đĩa đời 2019, xe bao zin bao êm. Bao có vấn đề tranh chấp và anh chị cô chú nào muốn sang tên thì em có thể sang tên được, nhưng mà bây giờ công an họ bỏ cái luật xe không chính chủ rồi nên là hầu như em bán xe cũ không ai cần sang tên hết. Đó. Còn cần thì em vẫn hỗ trợ được nha. Con này có thì sang tên đầy đủ nha anh chị ơi. Dạ đúng rồi. Con này thì biển 23 em bán với giá là 11 triệu 7 thôi ha anh chị cô chú. Đó, 11 triệu 7 thôi. Còn bên trong này là một chiếc biển 84, con này thì 9 triệu rưỡi ha anh chị cô chú. Đó, 9 triệu rưỡi. Ngoại hình của nó thì có cái yên này là nó xấu nè, về bọc lại yên chắc tầm 100 mấy à. Đó, 9 triệu rưỡi. Rồi, đó là đây, lên trên này thì em còn vài chiếc Way nữa. Vài chiếc Way. Way xe giá mềm mềm trước em. Dạ đúng rồi. Dưới 10 triệu hoặc là trên 10 triệu một xíu thì em sẽ báo các cái dòng xe đó trước, rồi lát em sẽ đi các xe đẹp sau. Xe lướt cũng có luôn nha. Đây em có một chiếc Way A xe Nhật ha anh chị cô chú. Biển Sài Gòn luôn, biển 59, con này thì em bán với giá là 10 triệu 5 thôi. Giá khá là mềm luôn, xe bao zin, bao êm, bao ấm. Ở đây thì quay video nên anh chị không có nhiều thời gian để test xe cho anh chị cô chú xem. Nếu mà anh chị cô chú yêu thích dòng xe nào ấy thì cứ liên hệ vào Zalo của em. Em sẽ quay video test xe, nổ máy, quay toàn bộ dàn xe cho anh chị xem ha. Đó, 10 triệu 5, biển 59, màu xanh khá là đẹp. Còn phía bên này là em có một chiếc 2019, biển 70. Con này thì em bán với giá là 12 triệu thôi, đời 2019 nha. Đó, xe bao zin luôn. Những cái con này thì em bao các vấn đề tranh chấp cho. Ship thì cứ cọc trước cho em 1 triệu là em ship. Đó. Còn thiện chí mua mà vui vui thì em bớt cho vài 300, cái này là em cắt lời đi thôi, em sẵn sàng em cắt lời. Đó, cọc mình chỉ ở xe mình chỉ cọc tầm 1 triệu thôi là cửa hàng ship cho anh chị các bạn. 1 triệu là em ship. Tới thì anh chị cô chú cứ kiểm tra xe đúng tình trạng xe mà em đã tư vấn cho anh chị cô chú thì anh chị cô chú mới nhận xe nha. Ví dụ em tư vấn là dàn áo đầy đủ, không có bị vỡ mà tới nhận tự nhiên vỡ, báo lại với em là anh chị cô chú, em sẽ hoàn cọc cho anh chị cô chú ha. Đó. Rồi. Ở đây là em có một chiếc Way nhỏ biển 60, con này thì đời 2003. Con này em bán với giá là 14 triệu ha anh chị cô chú. Đó. Xe này thì em về em không có dọn, không có lắp dàn áo vào. Anh chị cô chú nào mà yêu thích dòng xe này thì về có thể đặt mua bên ngoài lắp vào, nó không có bao nhiêu đâu, không đến 1 triệu đâu. Nó lắp vào là đẹp ngay. Rồi, Way. Phía bên này thì em có Way RS FI, con này thì đời 2018 đấy, đời cao đấy, biển 93. Hôm nay em xả còn 12 triệu thôi nha. Đó, phiên bản FI full xăng điện tử luôn đó. Full xăng điện tử thì nó sẽ tiết kiệm hơn là xăng cơ ha. Bên trong này thì em có hai chiếc Way Blade này, chiếc màu đen này là biển 61, bánh căm. Bánh căm thắng đĩa, con này thì em bán với giá là 10 triệu 5 ha. Đó, anh chị cô chú nào thiện chí thì em bớt cho 10 triệu 5. Còn bên cạnh này là một chiếc biển 66 bánh mâm thì nó mắc hơn 1 triệu là 11 triệu 5 ha anh chị cô chú. Xe này thì bao zin, bao êm, bao ấm, chạy ngon ngang Way A luôn. Mà giá nó mềm hơn Way A một xíu ha. Rồi, rồi okay. Phía trong này thì em có Way nữa nè. Một chiếc biển 66. Con này thì em bán với giá là 12 triệu 5 ha. Đó, 12 triệu 5. Còn trong cùng này là xe vừa đẹp vừa rẻ mà chạy vừa ngon đây. Biển 43 chỉ 8 triệu thôi. Mà bề ngoài còn đẹp, dàn áo cứng cáp, không có trời vỡ nha. Đó, 8 triệu thôi. Đấy, có 8 triệu à anh chị ơi. Vừa đẹp vừa rẻ luôn đó. Rồi, mình tiếp tục tới Rồi, đây em có vài chiếc tay ga. Còn đây, mấy chiếc ngoài này tay nữa. Ga giá dưới 10 triệu đây. Đây thì em có chiếc Click ha mọi người. Click biển 61 luôn, chạy loanh quanh khu vực Bình Dương là không có bị ai dòm đâu. Con này thì em bán với giá là 8 triệu mốt ha. 8 triệu mốt. 8 triệu mốt. Đó. Thiện chí thì em bớt thêm cho vài xị. Bên trong này em có một chiếc biển 61, 8 triệu tư hai anh chị cô chú. AB biển 61, 8 triệu tư. Hai chiếc tay ga giá khá là mềm. Đó là những dòng xe mà tầm trên dưới 10 triệu thì đang tiện ở đây em quay luôn cái dàn tay ga ở đây luôn ha. Bắt đầu lên xe
đẹp đẹp một xíu ở đây anh chị cô chú. Đây, bây giờ thì em sẽ báo xe đẹp và xe lướt ha. Đây thì em có da nớt này, con này thì biển 61. Con này là phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn đây, yên bọc da nâu. Chìa khóa thông minh nha, đời 2021. Con này thì bán với giá là 17 triệu 5 anh chị cô chú. Đó, đời 2021 khóa thông minh rồi. Còn phía bên trong này là một chiếc màu đỏ biển 49, đăng ký 2020. Đời 2018 nhưng mà đăng ký lần đầu 2020 em bán với giá là 14 triệu ha. Đó, 14 triệu. Xe còn khá là đẹp. Còn trong cùng này là một chiếc Acuzo của Yamaha. Con này chỉ biển 37, em bán với giá là 13 triệu thôi. Nó giá này thì em còn bớt thêm cho anh chị cô chú một chút ít nha. Gọi là bớt lấy lộc, bán làm quen. 13 triệu nha anh chị ơi. Rồi, đi xe ga bên này luôn đi anh. Bên này thì Vision em cũng có khá là nhiều. Còn Vario thì em chỉ có duy nhất một chiếc. Cứ về một chiếc, vài hôm là em lại bán à. Ở đây thì em có một chiếc biển 66 Vario 150 ha anh chị cô chú. Khá thông minh, Vario 150. Con này thì 2020 nha. 2020 em bán với giá là 33 triệu ha. 32 em. 33 à, 33 triệu 150 nha các bạn. Dạ đúng rồi, xe 150 ha, chìa khóa thông minh. Đây, đây một chùm chìa khóa của nó. Ở đây là chìa khóa của rồi. Xe. Rồi. Bên trong này là Vision ha, em có chiếc này Vision trắng đỏ này biển 67. Con này khóa thông minh rồi, em bán với giá là 25 triệu ha anh chị cô chú. Đó. Cái này thì anh chị cô chú nào muốn mua góp thì phải qua cửa hàng em mới lên hồ sơ góp được với ngân hàng nha. Ở đây mua góp thì em chỉ hỗ trợ được cho ai từng vay từng góp tốt rồi thôi. Chưa từng góp là bây giờ em cũng không hỗ trợ được. Mà nợ xấu thì chắc là không ai hỗ trợ được đâu. Nợ xấu là em chịu rồi đó. Đó, còn ở cửa hàng thì em hỗ trợ cho anh chị cô chú góp đưa trước 80% nha. Tức là 10 triệu, cứ 10 triệu thì đưa trước 8 triệu thì em sẽ hỗ trợ góp lại cửa hàng thông qua ngân hàng nha. Đấy, bên cạnh này thì em có một chiếc xe biển Sài Gòn nè. Con này là phiên bản thể thao đời 2022, odo mới chỉ 6.000 cây thôi nha anh chị cô chú. Đây, cái này cũng phải dùng cái này. Nó có 6.000 cây à, xe còn lướt. Đúng rồi, 6.046 cây. Đó, khóa thông minh. Phiên bản thể thao nha, tức là bản cao nhất của Vision đến thời điểm hiện tại đó. Con này thì em bán với giá là 33 triệu 5, bao ký giấy luôn nha. Đó, chiều cao nó là cao hơn những cái bản khác này em. Dạ đúng rồi, nhìn nó trội lên hẳn. Cái này là đời mới này anh ạ. Mấy con này thì cũng là đời mới, nhưng mà nó không mới bằng bây giờ. Mấy con này 29-20 thôi. Còn con này là 222 lận. Mà nó phiên bản thể thao, tùy phiên bản thì thiết kế nó sẽ khác nhau ấy. Đó, 33 triệu 5 bao ký giấy ha, có đi giàn ốp bảo vệ này. Xe rất là đẹp luôn. Còn bên cạnh này là em có một chiếc biển 61. Con này cũng là phiên bản đặc biệt đó. Con này khóa thông minh, em bán với giá là 24 triệu 5 anh chị cô chú. Khóa thông minh phiên bản đặc biệt ha. Bên này thì em có một chiếc phiên bản cao cấp, khóa chìa. Con này thì biển 67. Con này thì em bán chỉ 18 triệu thôi anh chị cô chú. 18 đó, triệu các bạn. Biển 67 màu trắng, phiên bản cao cấp, khóa chìa. Đôi cũng có những chiếc xe màu trắng nhưng mà nó không phải là phiên bản cao cấp thì giá nó sẽ khác nha. Tùy vào phiên bản giá nó sẽ khác nhau anh chị cô chú ạ. Con này thì em có một chiếc biển 93. Con này cũng là phiên bản cao cấp luôn. Chìa khóa thông minh ha anh chị cô chú. 24 triệu 5. Đó, khóa thông minh 24 triệu 5. Cái này thời điểm 2019-2020 là anh chị cô chú mua xe mới. Không phải ai cũng mua được màu này. Tại vì nó sản xuất số lượng có hạn, không sản xuất nhiều. Còn phía bên trong này là em có một chiếc giá khá là mềm nha anh chị cô chú. Đây, Vision 2014 biển 60. Dàn ngoài bao đẹp luôn. Con này thì em bán với giá là 14 triệu anh chị cô chú. Đó, đó trước thì lấy về là có đi bọc keo nhưng mà em đã lột keo ra rồi nhìn xem. Rất đẹp luôn. Đó, đó 14 triệu nha anh chị các bạn ơi. Và thôi. Tiếp tục vô bên trong mình xem bao em. Qua mẫu xe công tay luôn đi em ơi. Đây, công tay này thì em còn một chiếc Sachia và một chiếc Sonic. Sachia chiếc bên ngoài này thì biển 48 anh chị cô chú. Con này thì em bán với giá là 26 triệu. Anh chị cô chú nào mua thì em còn bớt thêm cho ha. Bớt này là em cắt lời đi bớt thôi chứ em không bớt được cả 1-2 triệu đâu nha. Vậy là em lỗ luôn á. Đấy, công tay thì mình sẽ xem giá dao động từ tầm 10 mấy triệu cũng có, 2 mấy triệu cũng có nha anh chị. Đúng rồi, dao động đó, từ hiện tại thì còn từ 16 triệu đổ lên á. Còn đây em có chiếc Sonic nè. Con này thì biển 68. Lên mâm đỏ nha. Con này trên cà vẹt là màu đen mâm đỏ. Khá là đẹp. Con này thì em bán với giá là 27 triệu thôi. Đó, hôm nay là xả xe mạnh tay cho anh chị cô chú. Tại vì em còn có 2 chiếc thôi. Winner hôm nay có xe Winner từ 18 đổ lên là có xe ha.
xe máy zin êm, đầy đủ đồ zin trên xe luôn nha, không có thiếu cái gì trên xe hết và không có bị thay thế đồ zin nha. Nếu mà đồ zin bị thay thế rồi nó chỉ rơi vào tầm 13, 14, 16 triệu cũng có. Đó, nhưng mà mất cái đồ zin rồi. Thì đây em có chiếc màu trắng xanh này là biển 95, con này thì 21 triệu 5. Đó, nó đẹp. Dàn ngoài nó còn đẹp, dàn chân cứng cáp sạch sẽ. Con màu xám này thì chỉ 18 triệu thôi này anh chị cô chú. Con này thì anh chị cô chú thiện chí mua thì em còn bớt thêm ha. Biển 61, 18 triệu thôi. Bao zin, bao êm và đầy đủ đồ zin luôn. Chỉ là cái màu này em ạ. Đúng không? Thì nó không có được sáng sủa, nó không có được đẹp. Đó. Con này nhiêu em? Con này 18 anh ạ. 18 triệu nè các bạn. Thì chỉ mua em còn bớt thêm nha. Đó. Rồi. Còn phía bên trong này là em có một chiếc màu trắng này, biển 47. Con này thì 21 năm hay chị cô chú. Đó, 21 năm. Dưới này thì em có ẹt này. Rồi, xuống đây mình còn ẹt center 135, nghĩa là 150 mở kinh có đầy đủ luôn nha anh chị. Đúng rồi. 135 thì em còn một chiếc, chiếc này thì biển 19, em bán 16 triệu ha. Máy bao zin bao êm. Đó, bao tranh chấp luôn. Anh chị cô chú mà quan tâm đến xe thì cứ liên hệ Zalo em quay video test xe cho ha. Còn ẹt 150 bên em thì dao động chỉ từ 17 triệu đổ lên thôi. Thì nó ở phía dưới kia, lát nữa em sẽ quay xuống phía dưới hay em quay dàn trên này trước đi ha. Con này là mới kinh, nhập khẩu Indo, biển 94, đấy 2020 anh chị cô chú. Con này thì em bán với giá là 25 triệu. Có đi tem trùng màu cam đen ở phía bên ngoài, cà vẹt cũng là màu cam đen luôn ha. Nó biển 94, bao zin bao êm, dàn chân sạch sáng, dàn áo liền lạc này. Đó, mới kinh. 25 triệu thôi mà mới kinh 2020 nha. Còn con này là ẹt 150, 2020, biển 69. Con này thì em bán với giá là 24 triệu thôi. Giá khá là mềm. Đó. Đấy 2020 đời cao đấy. Thì các bạn mình cần đâu. Xem cái biển số kỹ á, rõ ràng thì có thể liên hệ qua Zalo giúp em nha anh chị ơi. Đúng rồi, trên đó thì trên video này em không thể nào quay được á. Anh chị các bạn mình cũng thông cảm với em nha. Quay mất rất là nhiều thời gian nha anh chị. Dạ. Bên cạnh này thì em có một chiếc màu đỏ nhám, biển 36. Con này thì em bán với giá là 26 triệu, đã có lắp thêm chống trộm rồi ha. Đây nó như cái chìa khóa thông minh. Đây đã tích hợp thêm cho anh chị cô chú rồi nè. Đó. Phía bên ngoài này thì em có một chiếc xe lướt ha. Xe lướt con này thì biển 61 luôn. Con này là bến cát Bình Dương nè. Mới đi chỉ 8.000 cây thôi. Đó, 8.000 hơn 8.000 gì đó thôi. Chị cô chú có thể xem đó. Xe rất là đẹp luôn. 8.327 cây à anh chị. Dạ, con này là phiên bản giới hạn. Là phiên bản có giá cao nhất của em 150 luôn. Nếu như mua xe mới nó sẽ rơi vào tầm 52 hay 54 triệu gì đó, bao giấy. Đó, còn xe cũ này thì em chỉ bán với giá là 30 triệu thôi. Anh chị cô chú nào thiện chí mua thì em còn bớt mạnh đó. Tay được chiếc này ha. Sẵn ở đây thì em lướt đó. Ở bên ngoài em lướt cái biển số cho anh chị các bạn mình xem luôn ha. Còn mấy chiếc dạ. Trong em hơi lướt được á, anh chị các bạn mình cũng thông cảm ha. 30 triệu mà phiên bản cao nhất luôn nha. Ví dụ bản thường thì nó không có tới giá này đâu. Nhưng mà phiên bản này là phiên bản giới hạn. Còn bên cạnh này em cũng có một chiếc xe lướt mới lấy về, con này là mới kinh hai anh chị cô chú. Biển 76 đây, mới đi có 5.000 cây thôi. Đây đang khóa cổ rồi. Biển 76. Đâu? Con này nó test bình với anh chị cô chú ạ. Mới đi 5.000 cây thôi. Em sẽ sạc bình vào rồi test xe cho anh chị cô chú sau ha. Con này thì đời 2022 anh chị cô chú. Mới kinh 32 triệu. Đó, biển 76. 2022 32 triệu nha anh chị. Xe còn lướt đẹp như mới luôn anh chị ơi. Đây. Cái này Odo 5000 em bao check vỏ, check lốp luôn nha, bao thợ check luôn. Tình đấy. Trạng xe có sao là em nói vậy ha. Biển số nha anh chị, 76 luôn, 99 đuôi luôn, quá đẹp luôn nè. Này cặp mâm khá là lạ, phía trước thì mâm xanh, sau thì mâm đen. Khá là bắt mắt đó. Nguyên bản zin nó như vậy đó anh chị ơi. Dạ, đây mình rồi, đã xem lô từ đầu đến chân luôn. Lô ở center luôn đi em. Đây. Ở phía dưới kia thì em có dàn ép khá là mềm, chỉ từ 17 triệu trở lên thôi. Con màu xanh này thì biển 60, màu xanh GP em bán với giá là 22 triệu anh chị cô chú. 22 triệu. Em đi nhanh cái dàn trong này ha, anh chị cô chú nào yên tâm thì liên hệ Zalo em quay video chi tiết cho. Con này thì biển 36, bản giới hạn 20 triệu. 20. Đó. Còn con này là có đi tem trùng, con này biển 69, 2018. Cũng 20 triệu. Đó, 2018 20 triệu. 20 luôn. Trong này là biển 68 17 triệu thôi. Con này 17 nè. Luôn. Chưa chạm luôn. Đó. 17 triệu có Exciter 150 mà đi luôn. Rồi ok chị ơi, còn lên trên đây mình còn mấy mẫu xe tay ga lướt nữa nè. Em có AB vài chiếc Future AB trước đi.
Đây em có một chiếc AB biển 67, con này thì cũng mới đi chưa đến 10.000 cây. Khóa thông minh ha, con này là phiên bản đặc biệt nè. Con này em bán với giá là 30 triệu, cũng có thể bớt mạnh cho anh chị cô chú nào thiện chí mua ha. Đó, bây giờ so với mua xe mới tầm những phiên bản này thì nó phải rơi vào tầm 40-50 triệu, có thể là hơn 50 một xíu thì mình có thể lựa chọn mua xe cũ chỉ tầm 30 triệu thôi. Đó, hai mấy 30 triệu thôi. Ở bên này thì em có hai chiếc AB này khóa chìa, hai chị cô chú em bán đồng giá là 25 triệu ha. Chiếc màu xanh này thì biển 95, còn chiếc màu đen nhám là biển 83. Hai chiếc thì đồng giá 25 triệu hai chị cô chú. 25 triệu một chiếc. Bao zin bao em luôn. Bên trong này thì em còn future này, còn một chiếc đèn LED biển 69 2021, xe này thì còn bảo hành có Honda ha. Em bán với giá là 26 triệu 5 hai chị cô chú. Đó, bánh mâm thăng đĩa 26 triệu 5. Đó, còn bảo hành chiếc màu Honda đỏ luôn. Này cũng biển 69 17 triệu 5 thôi hai anh chị cô chú. Máy bao zin, bao êm, bao test xe, bao chạy thử. Nếu mà có điều kiện qua cửa hàng thì chạy thử thoải mái luôn ha. Còn phía trong cùng này em có một chiếc biển 48 13 triệu 5 thôi hai anh chị cô chú. 13 đó, triệu 500. Xe máy zin nha, nhưng mà cái màu nhìn nó, cái màu nâu nhìn nó cũ. Đó, 13 triệu 5 thôi. Đấy anh chị các bạn, mình có quan tâm dòng xe nào á, mình có thể trực tiếp liên hệ qua Zalo để mình xem chi tiết xe lại lần nữa nha anh chị, cũng như là cái biển số. Anh chị các bạn, mình có rất là nhiều anh chị mình cũng là muốn xem cái biển số lắm. Dạ. Nhưng mà em không có quay được á anh chị các bạn. Anh chị các bạn mình cũng thông cảm cho em nha. Đó, em cũng biết về vấn đề của anh chị các bạn, mình quay cái biển số thì mình dễ xem hơn, dễ lựa chọn hơn á. Dạ. Nhưng mà mình quay phía trước cho anh chị các bạn mình xem rồi mình vòng ở phía sau mình quay thêm biển số nữa, rất mất là thời gian. Là khó quay. Dạ. Đó, có gì thì anh chị cô chú cứ liên hệ Zalo em, muốn xem gì thì em sẽ cho xem hay em sẽ test xe chi tiết cho. Đấy. Thì đó là tất cả những dòng xe mà em đang có ở cửa hàng ngày hôm nay. Anh chị cô chú yêu thích dòng xe nào thì cứ liên hệ Zalo của em. Nếu mà muốn ship xe thì cứ cọc trước cho em 1 triệu, em sẽ test xe cho mình trước ha. Đấy, cọc 1 triệu à. Dạ, cọc trước 1 triệu thôi. Tình trạng xe có sao em tư vấn thế nào thì đúng tình trạng như vậy thì anh chị cô chú nhận cho em. Còn ví dụ em mà báo giàn áo liền lạc mà tới nhận nó vỡ thì không nhận cho em cũng được, em sẽ hoàn cọc ha. Đó, cái đó thì bên em sẽ chịu trách nhiệm. Thì em sẽ kết thúc video của ngày hôm nay tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh chị cô chú trong những video lần sau ha. Rồi, cảm ơn em. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.